Dũng tuyền dược lý, suối phun cá chép nhảy, a bubbling spring and leaping kite. Bàn thị khương thi cặp vợ chồng, tâm đầu ý hợp hiếu tình thâm. Cá tươi nước ngọt chiều lòng mẹ, lặn lội thân cò tận bến sông. Nắng sớm mưa chiều không nản chí, vợ hiền dâu thảo vẹn câu tòng. Trời thương ban lộc cho dòng suối, cá chép đôi con thỏa ước mong. Tẩu tẩu, em lại đi gánh nước nữa à? Vâng, Lý đại tẩu. Em mỗi ngày bôn ba đi xa gánh nước, chị thấy cực lắm đấy. Ở chỗ chị cũng có nước uống, em lấy ở đây cho đỡ mệt. Không được chị ạ, mẹ chồng em không uống được nước giếng mà chỉ thích nước ở sông thôi. Ừ, em đi mau hãy về. Vậy nhé, gặp chị sau. Khương lão thái thái thật là có phước, có một nàng dâu biết hiếu thảo như thế. Đúng vậy, đâu những thế, con trai cũng rất có hiếu nữa. Phải rồi, tôi một phần cũng không bằng nữa. Ông dĩ nhiên là hâm mộ người ta rồi, vì con trai và con dâu của ông đâu có biết hiếu thảo chứ. Cũng đúng mà. Nương tử, anh có cá mang về rồi nè, em hãy đi làm đi. Tốt quá, để em đem vào kịp làm bữa cơm. Nương tử, thiệt khổ cho em. Em không khổ tí nào, mẹ tuổi đã cao cũng cần có người bầu bạn. Em muốn mời hao cơ lão thái thái đến dùng cơm cùng vui với mẹ, có được hay không? Thật tốt đấy, vẫn là nương tử nghĩ chu đáo. Sẵn dịp mời gia đình của hoa cơ lão thái thái đến dùng cơm luôn, như vậy sẽ làm mẹ vui hơn. Dạ vâng. Khương lão thái thái, chị thật là có phước, có một đứa con dâu rất hiền. Chị quá khen, đứa dâu này thật rất tốt. Các loại rau này tôi thích ăn nhất. Mẹ hãy dùng món cá hôm nay xem có ngon không? Được, để ta ăn thử. Ngon lắm. Tại đây các con, cùng dùng chung nào. Sao? Nước này và nước ở sông mùi vị thật giống nhau. Như vậy mẹ có thể uống nước suối này rồi. Đúng đó, chắc chắn là mẹ sẽ rất thích. À? Em sao vậy? Em có phải đang nằm mơ không anh? Không đâu em. Xem chừng đây tất cả là do trời ban cho chúng ta đấy. Vậy chúng ta mang cá này vào trong để sửa soạn bữa cơm cho mẹ. Được đấy, em đi làm đi. Mẹ, xin hãy dùng thử. Thật ngon lắm. Sanh vào đời nhà Hán, ông rất hiếu thuận với mẹ, lại có vợ là Bàn Thị,
cũng hiếu thảo hết mực. Mẹ của ông đặc biệt chỉ thích uống nước ở sông, vì dòng nước luôn được lưu chuyển và chảy nhanh nên nước rất trong trẻo, sạch sẽ, mùi vị cũng ngon hơn nước giếng. Vì thế Bàn Thị mỗi ngày đi rất xa để xách nước về. Mẹ ông còn thích ăn cá tươi, hai vợ chồng mỗi ngày tìm kiếm cho được đem về. Lại sợ mẹ một mình buồn tẻ, thường thường mời các bà lão hàng xóm sang chơi và chuyện trò cho vui. Về sau, tự nhiên bên cạnh nhà có phun ra dòng nước suối ngọt như ở sông. Lại mỗi buổi sáng có hai con cá chép nhảy ra. Từ đó về sau, hai vợ chồng có nước và cá đỡ phụng dưỡng mẹ, mà khỏi phải vất vả như xưa nữa. Có kệ khen rằng: xá trắc cam tuyền xuất, nhất triêu sông Lý Ngư, tử năng tri sự mẫu, phủ cánh hiếu ư cô. Cạnh nhà suối ngọt phun, sáng ra đôi chép nhảy, con trai biết thờ mẹ, nàng dâu hiếu mẹ chồng.